Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình lại tiếp tục gáp một chiếc Win của Detect. Xe này mẫu này là 140cc, côn tay và 4 số, một trước 3 sau. Gáp và ship về cho một bạn ở tận Lâm Đồng đó các bạn. Hôm nay thì đặc biệt là khách từ Lâm Đồng lại tiếp tục ủng hộ xe mình khá nhiều. Mới hôm trước thì ship đi một chiếc ở ngã ba Phnom Lâm Đồng, thì hôm nay tiếp tục nữa một chiếc nữa. Xe này là bán về cho một bạn tên là Nguyễn Thành Trung, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Win 140. Xe này á, cửa hàng của Duyên đang bán là 15.500.000. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Bên mình ship xe toàn quốc. Mình sẽ quay lại chi tiết nổ máy vào số cho bạn xem chiếc xe này. Sau đó mình sẽ về nói vấn đề mà ship xe sao nha. Côn tay nha các bạn, 140cc lận. Bản này là bản mâm. Đây, 140cm khối ha. Nồng là nồng nhôm. Động cơ là sơn màu đồng của hãng Detect. Chính xác là xe này lắp ráp tại Việt Nam. Mình có thể gọi là xe Việt Nam cũng được các bạn. Yên rất là dày. Và cái khoảng sáng gầm cũng cao. Bởi vì cái form này á, họ làm theo dáng Win của Honda đó các bạn. Cho nên mình gọi tắt nó là Win luôn. Thực tế nó không phải là xe Win nha. Nó là một xe liên danh đó. Mình gọi Win cho nó dễ. Và xem lại nè. Cây bô này cho âm thanh nghe rất là đã, giòn, lớn và giòn. Mình có từng trải nghiệm dòng 130cc rồi. Xi nhan đó các bạn, rất là lớn. Bây giờ mình đề ha. Muốn đề thì các bạn phải cắt côn mới đề được nha. Cái đề đầu tiên cắt côn thôi, nhưng mà cái sau là khỏi cần rồi nè. Thấy không? Đó. Bỏ vòng tua nè các bạn. Cắt côn lại lần nữa. Đề. Đó. Hai kim. Báo số ở giữa nha các bạn. Tiếp không? Hai kim nha. Chắc chắn các bạn mà nghe tiếng bô xuân xui rồi các bạn sẽ mê. Tại vì tiếng bô nghe lực lắm và nó giòn. Đặc trưng của mấy chiếc Win. Bây giờ mình sẽ vô số thử. Nó là một số tới và ba số lui, bốn số nha các bạn. Một nè, báo số nè. Giờ móc lên nè. Hai nè, ba nè, bốn nè. Ok ha. Ba nè, hai nè. Nếu mà đạp nhẹ ở đây á, đạp tới nhẹ là về bung no nha. Đó, nó như là mấy chiếc 67 hay là mấy chiếc Winner Exeter vậy đó các bạn. Nhưng mà mình đập mạnh xuống thì nó về 1. Ok ha, giờ để số 1 nha. Côn tay nè. Rồi, ok. Tất nhiên rồi, để mình mở đèn cho các bạn xem. Đèn. Không, này xi nhan rồi. Đây, công tắc đèn ở đây. Đó. Có pha đó các bạn. Tranti nổ hơi chậm. Xe này sử dụng bình xăng con nha các bạn. Nó là bình xăng con. Nhất là các bạn nam nha, đi ngang là không thể nào mà dừng được chiếc xe này. Rất là mê. Tại vì nó là dòng côn tay mà. Đây. Số khung nằm trên này. Bình xăng. Bình xăng con này các bạn. Động cơ. Cái này là kim loại nha. Phần này thì họ không sơn, mà giống như họ mài nhẵn, mài bóng gì đó các bạn. Rồi, cái này là kim loại nè. Khóa cổ ở đây. Động cơ, giò đạp. Đó, cây bô nè. Thuộc sao.
gác chân. Gác chân này á, là cũng có một cái phần kim loại để mà chắn chắn ở đây ha, để bảo vệ đó các bạn. Cột này có thể tinh chỉnh, thắng đùm sau, thắng đùm trước luôn. Cái này cũng là kim loại nhưng mà là inox, inox detect. Đây là cụm đèn hậu. Đây sơn trần. Cái này cũng là kim loại. Đây chân chống bên rất là dài, tại vì xe cao lắm các bạn. Chân chống nè, ôi nó dài, tiếp không? Rồi cần số, bình xăng con nha các bạn. Thắng đùm phía trước. Ok, mình sẽ về số nha. Móc nhẹ để về số. Báo pha ở đây nè các bạn. Báo pha ở đây. Cót nè, pha nè. Rẽ lại nè. Ha. Còi. Rồi, ok ha. Đây, cụm di động ở trên này. Mọi công tắc đều đổ dồn phía bên này hết rồi. Công tắc đèn, cót pha, xi nhan, còi. Ở bên phải chỉ còn lại nút đề thôi. Ở đây. Và ống ga bên này. Di động trần. Tôi đồng hồ nè. Nhìn rất là phê đúng không các bạn? Như vậy là mình sẽ có thêm một cái ô đô và một cái trip. Cái trip này để mình đo quãng đường đi đó các bạn. Tuyệt vời ha. Cụm đầu đèn, bóng đèn halogen. Detect. Còi ở đây luôn. Hành trình phục trước cũng dài nè các bạn. Rất là dài. Nhìn từ phía trước. Thấy vậy nhưng mà xe này về bao nhiêu là bên mình bán hết bấy nhiêu. Đặc biệt là dòng 67, hôm rồi các bạn vẫn tìm nhưng mà hết rồi. Hiện tại 67 là hết hàng nha các bạn. Hết hàng rồi. Vỏ sau á, là họ làm những cái rãnh này rất là sâu, cho nên là chúng ta đi đường xấu, gồ ghề, cát, sỏi là rất hợp lý. Vỏ có ruột. Vỏ có ruột nha. Đát vỏ 24 luôn nè. Rồi. Phần gấp nè. Sơn đen. Sườn các bạn. Rồi, quay trở lại vấn đề ship. Bên mình ship toàn quốc. Thì xe này á, ship đi Lâm Đồng mà chỉ có 500.000 thôi. 500.000 nha các bạn. Nè, đã cộng 500 ship nè. Chỉ 500.000 thôi là ship tới Lâm Đồng. Còn ship tới Hà Nội cũng thế, cũng 500.000.